Vượt qua những khó khăn và thách thức của năm 2018, bước sang năm 2019, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí PV Power đạt mục tiêu sản lượng điện 21.600 triệu kWh, nộp ngân sách nhà nước 1.305 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến là 6%. Tại Đại hội Cổ đông Thường niên PV Power 2019 được tổ chức vừa qua, các cổ đông đã cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo có nội dung quan trọng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019, hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Theo đó, trong năm 2019, PV Power sẽ trùng tu nhà máy thủy điện Hủa Na, tiểu tu các nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhân Trạch 1, Nhân Trạch 2, Đắc Rinh, Nậm Cắt, đảm bảo cung cấp than ổn định cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, đẩy mạnh tiến độ đầu tư nhà máy điện Nhân Trạch 3 và 4. PV Power cũng tiếp tục tái cấu trúc công ty mẹ và các đơn vị thành viên, thoái vốn theo phương án được duyệt, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu PV Power, quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư, phấn đấu đưa cổ phiếu POVK vào rổ VN30.